Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, đời người có hai việc trọng đại nhất đó là lập gia đình và làm nhà. Bất cứ ai, dù có làm chức vị lớn đến đâu, bận bịu như thế nào thì cũng đều dành thời gian, tiền bạc để làm hai việc lớn này. Trong phong thủy, việc xây nhà cũng cần phải tuân thủ rất nhiều yếu tố phong thủy về hướng nhà, vận đất để xem xây nhà có được cát lành hay không. Để xây nhà thì ta xét đến rất nhiều yếu tố như là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Vậy, yếu tố nào là quan trọng nhất? Nếu phạm phải một trong những yếu tố trên mà vẫn làm nhà thì gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ gặp phải đại hạn gì? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu, năm Canh Tý gia chủ 35 tuổi theo cách tính này sẽ phạm phải kim lâu lục xúc kỵ, chăn nuôi gia súc. Nếu gia chủ xây nhà mang lại tai họa đến vật nuôi trong nhà, nhẹ thì gia súc gia cầm chết, còn nặng thì làm ăn thất bát. Còn xét đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý gia chủ 35 tuổi theo cách tính hoang ốc phạm phải nhị nghi tứ thất địa sinh tài, tuổi đẹp để gia chủ làm nhà cất nhà, khi số nhà hưng vượng gia chủ làm ăn phát tài phát lộc. Còn xét về tam tai thì người tuổi Bính Dần cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất, năm làm nhà Canh Tý 2020. Theo cách tính thì gia chủ 1986 Bính Dần sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi này, năm này phạm vào kim lâu lục xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi của gia chủ và trạch đất sẽ được cát lành may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bạc. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Dần 1986, nam mệnh thuộc cung Khôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Cảm Thủy, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Bính Dần, cung Khôn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Khôn Thổ, bốn hướng tốt là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Còn bốn hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát và Đông Nam là Ngũ Quỷ. Đầu tiên chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và tam sát hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Dần 1986 nam mạng xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Bính Dần khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần 1986.
Thứ hai đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Bính Dần Nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Dần đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần 1986. Thứ ba đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Còn người tuổi Bính Dần 1986 nữ mạng mà ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu, dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần 1986. Thứ tư đó là hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Còn để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nam mạng tuổi Bính Dần xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp được hướng Thiên Y thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc, tương quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Bính Dần nam mạng xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Và hướng thứ 6 đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Bính Dần nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông, tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng thứ 7 đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành 3 và 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đông chính mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nam mạng Bính Dần xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Dần đang ở nhà hướng Đông Nam, cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần 1986. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sau tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Và hơn nữa vào năm 2020 Sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Dần xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc nên đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Và giao hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Dần năm 1986 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đối với nữ mạng Bính Dần, cung khảm thuộc Đông tứ mệnh, người mệnh khảm thủy có bốn hướng tốt, đó là Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam di niên và Đông nam là sinh khí. Còn bốn hướng xấu là Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh, Tây bắc lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xem cát hung vận hạn của từng hướng như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc chính là Thái Tuế. Với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và Tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mậu Long biến vận sát cũng không nên xây mới.
Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Dần xây nhà và ở hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Giao hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà vẫn được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng thứ hai đó là hướng Nam, gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Bính Dần xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu thấy có kết hôn khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng thứ ba đó là hướng Đông, gồm ba sơn Giáp Mão Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo dốc hỏa vào thân. Tuổi Bính Dần xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp được hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Còn nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Và hướng thứ tư đó là hướng Tây, gồm ba sơn Canh Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Bính Dần xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần 1986. Và hướng thứ năm đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bắt bạch tài tinh đáo đến, bắt bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát.
Tuổi Bính Dần 1986 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh. Tuổi Bính Dần nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái lạc hạn, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, gia chủ vẫn quyết định ở và xây nhà thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Dần đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần. Và thứ 6 đó là hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới thì chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Với nữ mạng Bính Dần 1986 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Dần đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Dần. Và hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tố Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng cắt lành, tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi 1986, Bính Dần nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng nhà này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Quỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Còn trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Bính Dần 1986 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mặt tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm mệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Bính Dần khi xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải.
Còn trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với nữ tuổi Bính Dần 19 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những kiến thức về xây nhà chọn hướng mượn tuổi Đậu Thổ làm nhà cho gia chủ tuổi Bính Dần 1986 năm 2020 của cả nam mạng và nữ mạng. Hy vọng rằng với những gì phong thủy may mắn tổng hợp được sẽ giúp cho quý vị có những sự lựa chọn sáng suốt. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này để phong thủy may mắn ngày càng phát triển hơn. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để những người thân yêu của bạn cũng lựa chọn được hướng nhà tốt, đại cát, đem lại tiền tài, sức khỏe cho cả gia đình. Chúc quý khán giả một năm mới vạn thọ vô cương, kim ngọc mãn đường, gia sự cát tường.